Xin chào tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube Lee Robert của tôi. Và chương trình được diễn ra vào lúc 9 giờ tối thứ tư hàng tuần. Và chủ đề được chia sẻ đó là những chủ đề liên quan đến về kinh doanh, về marketing, về bán hàng và về phát triển về bản thân. Và đó là chương trình được phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần vào lúc 9 giờ tối. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái câu hỏi, và đây cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều học viên đã hỏi tôi trong những cái khóa học của mình, đặc biệt đó là về khóa học về online business model. Đó là họ nói rằng là bây giờ Facebook họ đang cập nhật và đang có nhiều cái sự thay đổi, và hình như là bây giờ quảng cáo nó ngày càng khó khăn hơn hay sao. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là hiện nay đó, chúng ta cần phải hiểu về bản chất của Facebook, đó là luôn luôn hướng tới trải nghiệm người dùng. Nó thật tốt. Bởi vì Facebook được tạo ra để giúp cho những người dùng có một cái trải nghiệm nó tốt lên. Vậy thì mỗi lần mà Facebook cập nhật, mỗi lần mà Facebook thay đổi đều hướng tới đó là người tiêu dùng có một cái trải nghiệm nó tốt hơn. Và cái thứ hai đó là quảng cáo của cái quản lý quảng cáo của Facebook đó thì nó cũng có những cái cập nhật, và mỗi lần mà cập nhật như vậy đó thì đều hướng tới một việc, đó là những nhà quảng cáo của Facebook được họ có thể quảng cáo một cách nó đúng đối tượng, nó chính xác. Bởi vì khi mà quảng cáo đúng đối tượng và chính xác đối tượng thì lúc đó vô tình Facebook đã làm được một việc, đó là giúp cho khách hàng của mình, cho cái người tiêu dùng của mình có được những cái trải nghiệm nó tốt, và nhà quảng cáo hiệu quả thì lúc đó nhà quảng cáo mới sử dụng cái kênh quảng cáo của Facebook. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là người tiêu dùng mà ở lại với Facebook thì Facebook mới kiếm được tiền, và nhà quảng cáo hiệu quả thì quảng cáo của người ta mới chi trả tiền quảng cáo, người ta mới đổ nhiều tiền quảng cáo vào đó, thì lúc đó Facebook mới có cái nguồn thu lớn và người ta có thể sống được từ nhờ cái việc mà quảng cáo. Vậy thì mỗi lần mà Facebook đều luôn hướng tới đó là cho những nhà quảng cáo có một cái quảng cáo nó hiệu quả hơn, tiếp cận đúng đối tượng hơn, và cho những cái quảng cho người tiêu dùng có là những người dùng ở trên Facebook họ có những cái trải nghiệm nó tốt hơn. Vậy thì những cái sự thay đổi của Facebook đó đều trở nên nó tốt hơn. Vậy thì tại sao lại có nhiều người họ nói rằng là quảng cáo, khi mà quảng cáo cái Facebook nó cập nhật và nó gây nên cơn bão, thì trong những cái năm tháng mà tôi kinh doanh về Facebook thì tôi thấy rằng là mọi người kêu bão nhưng tôi chưa gặp phải những cái trường hợp đó. Nó chỉ xảy ra đó là trong vòng một đêm hay là hai đêm hay là một ngày hoặc là một hai ngày thôi. Đó là một hai ngày, đó là lúc mà Facebook đang cập nhật về những cái hệ thống về quản lý, rồi cập nhật về cái phiên bản tốt hơn của Facebook, thì trong cái quá trình cập nhật đó thì nó có trục trặc một chút xíu, nhưng chỉ cần một hai ngày sau thì bắt đầu chúng ta thấy quảng cáo nó hiệu quả hơn, nó lại tốt hơn, giá rẻ hơn và tiếp cận đúng đối tượng hơn, có là mọi cái nó ngày càng trở nên tốt hơn. Và việc của chúng ta lúc này đó là gì? Chúng ta đừng có đổ lỗi cho Facebook, mà chúng ta bản thân mình chúng ta phải chịu trách nhiệm về mình. Và mỗi lần Facebook như vậy thay đổi thì cái mà Facebook quan tâm đó là chúng ta cần phải có những cái nội dung tốt và những cái nội dung hướng tới cái người tiêu dùng và giúp cho người tiêu dùng có được một cái trải nghiệm tốt khi mà người ta xem cái quảng cáo của mình. Thì khi mà chúng ta tạo ra những cái nội dung tốt như vậy đó thì cái Facebook nó sẽ reach được đến đúng đối tượng và reach được nhiều hơn. Bởi vì cái trải nghiệm người dùng tốt hơn thì quảng cáo chúng ta nó sẽ lan rộng hơn. Vậy thì bản thân của chúng ta là một người làm về quảng cáo, chúng ta là một người làm về marketing, thì việc của chúng ta đó là cần phải liên tục tạo ra những cái nội dung quảng cáo nó thật tốt lên. Và khi nội dung quảng cáo của chúng ta ngày càng tốt lên ấy, thì lúc đó việc mà chúng ta chạy quảng cáo nó rẻ đó là chuyện đương nhiên, và cái việc mà chúng ta gặp bão đó là điều nó không thể. Và một cái điều mà vậy thì để làm sao để chúng ta có những cái quảng cáo nó tốt thì chúng ta hãy lưu ý một điều, đó chúng ta cần phải nắm rõ được về cái sản phẩm của chúng ta nó như thế nào là một, và cái sản phẩm của chúng ta là có cái điểm đặc trưng gì, và cái sản phẩm này đang dành cho cái đối tượng nào. Chúng ta cần phải hiểu rõ nhé, cái sản phẩm của chúng ta đang dành cho đối tượng nào, và với cái đối tượng đó thì cái đối tượng người tiêu dùng người của chúng ta đang có một cái insight, đó là gì, cái mà người ta mong muốn đó là gì, cái vấn đề lớn nhất của họ đó là gì, và cái nhu cầu lớn nhất của người tiêu dùng của chúng ta đó là gì, và chúng ta viết đúng với những cái cảm xúc, đúng với những cái mong muốn của người tiêu dùng của chúng ta, thì lúc đó cái tỷ lệ chuyển đổi và lúc đó cái hiệu quả của marketing của chúng ta nó sẽ cao hơn. Ví dụ như khi mà chúng ta bán hàng hay là chúng ta marketing cho đối tượng của phân khúc người cao cấp mà chúng ta lại đi nói về giá, chúng ta cạnh tranh về giá, chúng ta giảm về giá, thì đó không phải là của phân khúc đối tượng cao cấp người ta quan tâm. Phân khúc của khách hàng cao cấp,
Cái mà người ta quan tâm đó là cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Khi người ta nói ra mắt, bởi vì đó là người ta chưa có được những cái thông tin sản phẩm tốt, người ta chưa hiểu về cái sản phẩm của chúng ta thì họ nói mắt đó là chuyện đương nhiên. Nhưng thực ra cái đằng sau cái câu nói họ nói mắt đó đó, đó là cái mà họ mong muốn, đó là bạn hãy cung cấp thêm cho tôi thông tin và tôi thực sự đây có phải là hàng cao cấp hay không. Nếu mà là hàng cao cấp thực sự, nếu là hàng chính hãng thực sự thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Đó là cái mà diễn ra ở trong đầu của đối tượng về phân khúc cao cấp. Đó là cái phân khúc cao cấp người ta suy nghĩ chứ không phải là giá. Rồi người ta quan tâm đó là dịch vụ bảo hành, dịch vụ về hậu mãi, những cái chiến lược về chăm sóc hàng của chúng ta. Và họ thấy một cái dịch vụ tốt, một cái trải nghiệm người tiêu dùng tốt thì bao nhiêu tiền người ta cũng trả. Chúng ta có thể nhìn thấy như thế này. Tại sao người ta đến nhà hàng, người ta ăn uống xong và người ta nhận một cái dịch vụ tốt, ví dụ như hóa đơn đó là 5 triệu thì họ thậm chí là tip lên là 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng người ta không hề tiếc. Thậm chí có những người người ta tip lên đến cả 100, 500 ngàn đồng người ta vẫn không tiếc. Nhưng khi mà chúng ta đến những cái quán ăn bình thường, chúng ta hay là chúng ta đến một cái quán cao cấp nhưng dịch vụ nó không tốt, cái trải nghiệm của chúng ta không tốt, thì đôi lúc là khi chúng ta khi mà tính hóa đơn chúng ta tính rất là kỹ từng đồng và chúng ta không tip một đồng nào cả, đúng không? Bởi vì đó là khi chúng ta nhận một cái dịch vụ tệ thì chúng ta không hề muốn trả thêm tiền, và lúc đó dù có giá rẻ hơn ở cái quán mà được phục vụ tốt ấy thì chúng ta vẫn cảm thấy là mắc đó, chúng ta vẫn cảm thấy mắc, bởi vì cái nhu cầu của họ đó là cần nhất, đó là chất lượng về sản phẩm và chất lượng về dịch vụ, chứ không phải người ta đã quan tâm về giá. Bởi vì phân khúc cao cấp là người ta quan tâm về cái đó, nhưng rất nhiều người làm marketing, nhất là nhiều người bán hàng tập trung cho cái phân khúc cao cấp nhưng chúng ta luôn nói về giá rồi giảm giá, chúng ta deal giá thì nó không phải là cái đối tượng này. Chúng ta hãy hiểu rõ về cái điều đó thì lúc đó, vậy thì đây chính là một cái dạng về insight. Để chúng ta hiểu được về cái insight thì chúng ta mới tạo ra được những nội dung nó chạm đến trái tim của khách hàng, chạm đến cái cảm xúc của khách hàng, thì lúc đó người tiêu dùng người ta đọc, người ta cảm thấy nó đúng, người ta cảm thấy đúng thì người ta quyết định lấy lại số điện thoại và người ta quyết định người ta mua cái sản phẩm của chúng ta. Nên nội dung chúng ta cần phải, chúng ta là một người quảng cáo, chúng ta cần phải hiểu đối tượng người tiêu dùng của chúng ta là ai, và chúng ta liên tục tạo ra những cái nội dung, chúng ta sáng tạo ra những cái nội dung để phù hợp với người dùng và tạo cho cái người dùng người ta có một cái trải nghiệm tốt, người chạm đến cái insight, chạm đến cái cảm xúc, chạm đến cái trái tim của khách hàng, thì lúc đó khách hàng người ta tỷ lệ chuyển đổi nó cao lên. Nên thay vì chúng ta nói về Facebook, nói về Google thì chúng ta hãy tập trung vào chính bản thân mình. Chúng ta tôi luyện về nội dung quảng cáo chúng ta ngày càng tốt lên, cái nội dung quảng cáo chúng ta hay lên thì việc chúng ta gặp bão đó là điều không có. Còn nếu mà có Facebook nó bị lỗi ấy, thì nó chỉ có một ngày, 2 ngày. Mà nếu bị lỗi thì tất cả mọi người đều bị lỗi chứ không phải một mình bạn. Nên nó không có sao hết. Nếu lỗi thực sự thì bạn cũng lỗi và tôi cũng bị lỗi và tất cả mọi người làm về quảng cáo đều bị lỗi chứ không phải riêng một mình bạn. Còn nếu mà chúng ta thấy ở trên mạng vẫn có nhiều người khác, người ta vẫn kinh doanh thành công, người ta vẫn quảng cáo hiệu quả, người ta vẫn bán thành công, có nghĩa rằng là không phải lỗi do Facebook mà đó là lỗi do bạn, là bạn chưa hiểu về cái đối tượng khách hàng của chúng ta. Chúng ta chưa hiểu về sản phẩm, chúng ta chưa làm một nội dung quảng cáo tốt và chúng ta cũng chưa có một cái độ bài bán hàng tốt nên khách hàng người ta mới mua hàng của chúng ta. Nên cái nguyên tắc ở đây đó là gì? Chúng ta đừng đổ lỗi cho bất kỳ một ai hết, mà hãy chịu trách nhiệm 100% bản thân mình. Do mình làm nội dung chưa tốt, do mình quảng cáo chưa tốt, do mình bán hàng chưa tốt, thì lúc đó chúng ta mới chưa hiệu quả thôi. Ok các bạn? Nên cái nguyên tắc ở đây đó là hãy chịu trách nhiệm 100% về chính bản thân mình, về mọi thứ là diễn ra trong cuộc đời. Và khi có bất kỳ một điều gì xảy ra, chúng ta không bao giờ đổ lỗi cho Facebook, đổ lỗi cho Google, đổ lỗi cho cái nền kinh tế, đổ lỗi cho cái thị trường, mà đổ lỗi đó là đổ lỗi cho chính bản thân mình. Bởi vì có phải là có rất nhiều người họ cũng bán cái sản phẩm giống như bạn, tại sao họ vẫn bán được cái sản phẩm cái số lượng rất là nhiều và giá cũng rất là tốt và hàng người ta đi cũng rất nhiều? Vậy thì có nghĩa rằng người đó làm đã làm tốt, người đó làm đúng thì họ mới bán chạy được. Còn nếu mà chúng ta làm chưa hiệu quả thì không phải do ai, cũng không phải do thị trường, mà đó là do bản thân của chúng ta. Ok các bạn? Rồi, và nếu chúng ta thấy video này hay, chúng ta hãy comment một cái bài học mà chúng ta nhận được từ video này. Sau đó chúng ta bấm like, share video này ra, và chúng ta like video và chúng ta share cái video này ra cho nhiều người, và chúng ta hãy bấm subscribe cái kênh của tôi và bấm ở cái nút chuông để khi mà tôi upload cái video cái này chúng ta nhận được video ngay. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta.